Quý vị đang theo dõi chương trình Thế giới hôm nay với những tin tức quốc tế đáng chú ý. Cập nhật diễn biến tại nội hầm Bakhmut, lãnh đạo Wagner cho biết tình hình đang rất khó khăn, giữa thế trận rơi vào bế tắc. Ukraine nói lực lượng Nga đang chuyển hướng tấn công sang một thành phố gần đó. Cho đến nay, chiến dịch mùa đông của Nga chưa đạt được thắng lợi lớn nào ngoài việc giành được một số khu định cư quanh Bakhmut. Đáng chú ý, Viện Nghiên cứu Chiến tranh mới đây chỉ ra rằng lực lượng Nga không đạt được bất kỳ bước tiến nào ở Bakhmut trong 2 ngày qua. Trong bối cảnh đó, một cựu chỉ huy Nga đưa ra một tương lai sâu thẳm cho quân đội của ông Putin. Ở một diễn biến khác, Tổng thống Zelensky của Ukraine nói việc trừng phạt giáo hội thân Nga là để giành lấy sự tự do về tinh thần. Tháng trước, Tổng thống Mỹ Joe Biden đã có chuyến thăm bất ngờ đến Kiev. Ukraine đã chi bao nhiêu tiền cho công tác tiếp đón nhà lãnh đạo Mỹ? Xung đột Ukraine và những căng thẳng quân sự khác trên thế giới sẽ khiến kho vũ khí hạt nhân toàn cầu gia tăng trong vài năm tới. Đó là nhận định vừa được Viện Nghiên cứu Hòa bình Quốc tế Stockholm đưa ra. Các tin tức nổi bật khác trên thế giới, Trung Quốc cảnh báo Philippines không dắt sói vào nhà khi nhắc đến mối quan hệ quân sự ngày càng được thắt chặt giữa nước này với Mỹ. Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình nói sự tín nhiệm của người dân là động lực để tôi tiến về phía trước. Tổng thống Belarus thăm Iran thảo luận về quan hệ song phương. Ở châu Âu, Georgia kêu gọi Ukraine ngừng can thiệp vào vấn đề nội bộ. Tây Ban Nha trải qua đợt nắng nóng bất thường. Cuối chương trình sẽ là bầu không khí sôi động của các sự kiện chào mừng lễ hội Halloween của những người theo đạo Hindu trên khắp vùng vịnh. Đừng rời mắt khỏi màn hình, nội dung chi tiết sẽ được gửi đến quý vị ngay sau đây. Chào mừng quý vị trở lại chương trình Thế giới hôm nay ngày 13 tháng 3. Như thường lệ, chương trình mở đầu với những tin tức đáng chú ý về tình hình xung đột Đông Âu. Mới đây thì lãnh đạo Wagner ông Yevgeny Prigozhin cho biết tình hình ở chiến địa Bakhmut hiện nay đang rất khó khăn. Theo cơ quan báo chí của Wagner, ông Prigozhin nói rằng khi lực lượng Wagner càng đến gần trung tâm thành phố thì giao tranh ngày càng trở nên khó khăn hơn và càng có nhiều pháo binh và xe tăng tấn công vào binh lính Wagner. Ông Prigozhin cho biết Ukraine đang ném vào trận địa lực lượng dự bị dường như vô tận, nhưng chúng tôi đang tiến lên và sẽ tiến lên. Ông Prigozhin giải thích rằng các binh lính của quân đội chính quy Nga đã hỗ trợ đạn dược cho Wagner. Ông nói hôm qua chúng tôi nhận được 15 xe tải, hôm nay tiếp tục nhận được 12 xe. Đồng thời cũng khẳng định không hề có cuộc xung đột nào giữa các chiến binh Wagner và quân đội Nga. Trước đó trong một cuộc phỏng vấn, chỉ huy lính đánh thuê cho biết ông có ý định biến tập đoàn quân sự tư nhân của mình thành một đội quân có lý tưởng, đấu tranh cho công lý ở Nga. Các chiến binh của Wagner đã dẫn đầu cuộc tấn công vào miền đông Ukraine trong nhiều tháng qua, tập trung mọi nỗ lực vào thành phố nhỏ Bakhmut mà Nga xem là bàn đạp hữu ích để chiếm các thành phố lớn hơn như Kramatorsk và Sloviansk. Ông Prigozhin nói, sau khi chiếm được Bakhmut, chúng tôi sẽ bắt đầu khởi động lại lực lượng đặc biệt, chúng tôi sẽ bắt đầu tuyển dụng những người mới từ các khu vực. Trong khi đó, cùng ngày, quân đội Ukraine cho biết là các lực lượng Nga đang tiếp tục tấn công dữ dội thành phố miền đông Bakhmut, đồng thời mở cuộc tấn công vào thành phố Sloviansk, cách đó khoảng 59 km về phía tây bắc. Bộ Tổng tham mưu các lực lượng vũ trang Ukraine trong bản cập nhật hôm 12 tháng 3 nêu rõ, trong ngày qua, đối phương đã tiến hành một cuộc tấn công bằng tên lửa vào một cơ sở hạ tầng dân sự ở Sloviansk, tỉnh Donetsk. Họ cũng thực hiện 4 cuộc không kích và bắn khoảng 20 lần từ hệ thống tên lửa. Hiện Moscow chưa phản hồi về thông tin trên. Gần đây, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đã nhắc đến Sloviansk là một trong những mục tiêu tiềm năng tiếp theo của Nga nếu Bakhmut thất thủ. Phát biểu trong cuộc phỏng vấn trực tuyến với CNN, nhà lãnh đạo nói, chúng tôi tin rằng sau Bakhmut, người Nga có thể tiến tới Kramatorsk hay là Sloviansk. Bakhmut thất thủ sẽ tạo ra một con đường rộng mở cho họ đến các thị trấn khác ở Ukraine theo hướng Donetsk. Theo báo cáo của Viện Nghiên cứu Chiến tranh ISVK vào cùng ngày, các lực lượng chính quy của Nga và các đơn vị của công ty an ninh tư nhân Wagner không đạt được bất kỳ bước tiến nào mới ở Bakhmut từ ngày 11 tháng 3, dù họ tiếp tục các cuộc tấn công trên bộ và thành phố. Cũng theo Viện Nghiên cứu Chiến tranh ISVK, người phát ngôn Điện Kremlin, ông Dmitry Peskov, đã nói rằng Nga hiện nay đang gặp rắc rối trong các vấn đề truyền đạt thông tin về cuộc chiến ở Ukraine. Khi xung đột tiếp diễn, Nga đã sử dụng không gian thông tin để truyền đạt các quan điểm của mình về tình hình xung đột thông qua tin tức và các nền tảng truyền thông. Nga từ lâu đã sử dụng những biện pháp này để truyền đạt các quan điểm của mình, đồng thời để chấn áp những người có chính kiến tiêu cực trong nước. Theo ISVK, hiện việc kiểm soát thông tin của Nga đang gặp rắc rối. Đồng thời cũng cho biết rằng nội bộ Điện Kremlin cũng đang phát sinh nhiều vấn đề khi hiện nay Tổng thống Nga Vladimir Putin đã không còn nắm quyền kiểm soát chặt chẽ các không gian thông tin mà phần lớn nhượng lại cho các tổ chức độc lập khác để kiểm soát. Theo trang tin Newsweek,
Báo cáo của ISWK là dấu hiệu mới nhất cho thấy Điện Kremlin đang phải vật lộn với việc duy trì quyền kiểm soát không gian thông tin của Nga. Vào tháng 1, ISWK báo cáo rằng Nga đang cố gắng dập tắt các thông tin bất đồng từ các trang tin quân sự. Cũng trong ngày 12 tháng 3, cựu chỉ huy quân sự Nga, ông Igor Kukin, đã chia sẻ đánh giá đầy thất vọng với quân đội của Tổng thống Vladimir Putin. Cụ thể là ông Kukin cho rằng quân đội Nga sẽ không còn cơ hội để giành quyền kiểm soát các khu vực trong mục tiêu ban đầu, vì họ đã không tận dụng được mùa đông. Cố vấn của Bộ Nội vụ Ukraine, ông Anton Vyrachenko, đã chia sẻ một video trên Twitter ghi lại lời bình luận của vị cựu chỉ huy Nga. Trong đó, ông Kukin nói, "Thật không may, chiến dịch mùa đông đã không thành công, và lực lượng Ukraine cũng không bị tổn thất chiến lược quá nhiều. Ukraine đã nhận được nhiều viện trợ từ các đồng minh kể từ khi nổ ra xung đột với Nga. Điện Kremlin đã nhiều lần cảnh báo phương Tây không được phép vượt làn ranh đỏ với Nga thông qua việc cung cấp vũ khí cho Ukraine." Theo ông Chukin, các lực lượng Nga sẽ không còn cơ hội để thay đổi cách chiến đấu tại các vùng ly khai sau khi rút quân khỏi Kherson và trấn thủ ở hữu ngạn sông Dnipro. Quân đội Nga sẽ rất khó để quay lại bên kia sông mà không vấp phải sự kháng cự của Ukraine. Ngay lúc này, tốt nhất là các hạm đội Nga phải có đủ sức mạnh để phá hủy hệ thống chống hạm và hệ thống phòng không của Ukraine. Các thành phố lớn của Ukraine gồm Kherson, Kiev, Odessa và Bakhmut đã biến thành mục tiêu tấn công chủ yếu của Nga, nhất là thành phố Bakhmut trong thời gian qua. Tổng thống Zelensky đã thề sẽ bảo vệ thành phố này cho đến cùng để ngăn quân đội Moscow tiến tới kiểm soát các vùng còn lại của tỉnh Donetsk và cả tỉnh Luhansk. Vị cựu chỉ huy Nga, ông Chukin, đã lên án giới lãnh đạo Nga. Ông nói một lần nữa, tôi khẳng định là không thể tin vào giới lãnh đạo quân sự ở Bộ Quốc phòng Nga. Tuy nhiên, nhà nghiên cứu chính trị Roger Menon ở Mỹ nói với Newsweek rằng, tôi không thấy có dấu hiệu nào cho thấy Nga sẽ thua cuộc, mặc dù tôi muốn xung đột kết thúc. Tổng thống Putin sẽ đánh cược vào cuộc chiến này cho đến khi nào còn có thể, vì Nga vẫn sở hữu một lực lượng binh sĩ đông đảo và những xích mích với phương Tây vẫn còn đó. Những tổn thất nặng nề trong mùa đông vẫn chưa thể khiến ông ấy dừng chiến dịch quân sự đặc biệt. Ông Menon nói thêm, quân đội sẽ có lợi thế khi các trang vũ khí của phương Tây đến Ukraine, các trận chiến sẽ khốc liệt hơn vào mùa xuân, Ukraine có thể phản công. Điều đó sẽ xảy ra ở miền Nam từ hướng thành phố Melitopol. Quân đội Kiev sẽ cắt hành lang chính của Nga và tiến đến bán đảo Crimea thông qua biển Azov. Trong khi đó, thì Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky vào hôm 12 tháng 3 cho biết là các hành động trừng phạt của Ukraine đối với một nhánh thuộc nhà thờ chính thống giáo có liên hệ với Nga là một trong những nỗ lực của Ukraine nhằm đạt được sự tự do về tinh thần. Ông Zelensky và các nhà lãnh đạo khác của Ukraine đã cáo buộc nhà thờ chính thống Ukraine Uoshe phá hoại sự thống nhất của Ukraine khi có mối liên hệ với Moscow. Trước đó vào ngày 10 tháng 3, chính phủ Ukraine đã ra lệnh cho nhà thờ chính thống Ukraine Uoshe rời khỏi khu phức hợp tu viện Kiev Perchurch Lavra, có lịch sử 980 năm tuổi ở Kiev. Đây là động thái mới nhất của Ukraine nhằm chống lại giáo phái mà chính phủ cho là thân Nga này. Ông Zelensky nói đây là một bước nữa để củng cố sự tự do về tinh thần của chúng ta. Ông nói người Ukraine đã phản ứng tích cực về điều này. Ông khẳng định chúng tôi sẽ tiếp tục phong trào này và sẽ không cho phép ai có cơ hội làm ảnh hưởng đến đời sống tinh thần của người dân chúng tôi. Người đứng đầu giáo hội chính thống Nga, thượng phụ Moscow Kirin, là người đã ủng hộ mạnh mẽ chiến dịch quân sự đặc biệt của Nga, mới đây đã yêu cầu giáo hoàng Francis và các nhà lãnh đạo tôn giáo khác thuyết phục Ukraine ngưng phong trào này. Kể từ tháng 10, cơ quan an ninh Ukraine đã thường xuyên tiến hành khám xét các nhà thờ của Uoshe, áp đặt lệnh trừng phạt đối với các giám mục và những người ủng hộ tài chính cho nhóm này, đồng thời mở các vụ án hình sự đối với hàng chục giáo sĩ. Uoshe cho biết đã cắt đứt quan hệ với Nga và tòa thượng phụ Moscow, đồng thời khẳng định mình là nạn nhân của cuộc săn lùng này. Tháng trước, Tổng thống Mỹ Joe Biden đã có chuyến thăm lịch sử không báo trước đến thủ đô Kiev của Ukraine. Mới đây, thì hãng tin Sputnik của Nga dẫn nguồn tin từ Ukraine cho biết chính quyền Kiev đã bỏ ra hơn 1,6 triệu đô la Mỹ cho công tác chuẩn bị và tiếp đón nhà lãnh đạo Mỹ. Theo Sputnik, số tiền trên được chi cho các hoạt động bảo đảm an ninh, tổ chức chuyến đi tham quan thành phố và bữa tiệc chiêu đãi Tổng thống Mỹ Biden. Hiện chính quyền Kiev chưa phản hồi về thông tin trên. Nhà lãnh đạo Mỹ đã đến Kiev vào ngày 20 tháng 2 trong bối cảnh cuộc xung đột ở Ukraine sắp tròn một năm. Tổng thống Biden đã hội đàm với người đồng cấp Ukraine cùng các quan chức hai nước về các biện pháp tăng cường hỗ trợ Ukraine. Ông đồng thời công bố khoản viện trợ bổ sung mới trị giá 500 triệu đô la cho Kiev, bao gồm đạn dược, tên lửa Javelin, lựu pháo và các khí tài quân sự khác. Để thực hiện chuyến thăm này, ông Biden đã trải qua hành trình 21 tiếng di chuyển liên tục bằng chuyên cơ đến Ba Lan và sau đó đi tàu hỏa sang Ukraine. Theo Cố vấn An ninh Quốc phòng Mỹ Jake Sullivan, giới chức nước này đã thông báo trước cho Nga về chuyến thăm Kiev của ông Biden nhằm tránh những nguy cơ đẩy hai cường quốc hạt nhân vào một cuộc xung đột trực tiếp.
Trong phát biểu mới đây, Đức Giáo Hoàng Francis nói ông sẵn sàng đến thăm thủ đô Kiev của Ukraine, nhưng với điều kiện là ông đồng thời cũng đến thủ đô Moscow của Nga. Phát biểu được người đứng đầu Tòa Thánh Vatican đưa ra trong cuộc phỏng vấn với hãng tin La Nation của Argentina, Đức Giáo Hoàng nhấn mạnh tôi sẽ đi cả Kiev và Moscow hoặc không nơi nào. Gần đây, Đức Giáo Hoàng Francis nhiều lần bày tỏ ý muốn gặp Tổng thống hai nước Nga và Ukraine, những quốc gia đang đối đầu trực tiếp trong cuộc xung đột lớn nhất ở châu Âu kể từ Thế chiến thứ hai. Trong một cuộc phỏng vấn khác với báo Corriere della Sera của Italia, ông nói ông đã dự định đến thủ đô Moscow của Nga để hội đàm với Tổng thống Vladimir Putin ngay sau khi chiến sự nổ ra. Tuy nhiên, Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov đã hoãn chuyến đi này. Đức Giáo Hoàng cũng từng cho biết Vatican sẵn sàng làm trung gian hòa giải căng thẳng giữa Nga và Ukraine, đồng thời liên tục kêu gọi thế giới không từ bỏ, nỗ lực tìm kiếm giải pháp cho cuộc xung đột này. Vừa qua, Viện Nghiên cứu Hòa bình Quốc tế Stockholm, SIPRI, đã đưa ra báo cáo cho thấy các quốc gia châu Âu đã gia tăng nhập khẩu vũ khí đến 47% chỉ trong 5 tháng cuối năm 2022. Trong khi đó, thị trường mà Mỹ cung cấp vũ khí trên toàn cầu đã tăng lên 40% từ 33% của năm 2021. Cuộc chiến Nga-Ukraine và những xung đột khác trên toàn thế giới đã khiến cho châu Âu tăng cường khả năng quốc phòng. Nhà nghiên cứu cấp cao Peter Westermann của Sabari nói rằng, thậm chí ngay cả khi việc chuyển giao vũ khí toàn cầu có giảm xuống thì châu Âu cũng sẽ tăng nhập khẩu vũ khí do xung đột ở Ukraine. Theo SIPRI, các vũ khí chủ yếu được mua là máy bay quân sự, tàu chiến, xe tăng, đạn pháo, tên lửa và những hệ thống quốc phòng hạng nặng khác. Các cường quốc trong NATO đã tăng nhập khẩu vũ khí lên 65% trong giai đoạn 5 năm tiếp theo. Mỹ và Nga lần lượt trở thành những nhà xuất khẩu vũ khí lớn thứ nhất và thứ hai trong 3 thập kỷ qua. Năm 2022, SIPRI cũng cảnh báo là kho vũ khí hạt nhân của toàn cầu sẽ tăng lên trong những năm tới. Theo đài Sky News, mới đây Vương quốc Anh sẽ chi thêm 5 tỷ bảng cho quân đội quốc gia và đặt mục tiêu nâng chi tiêu quốc phòng lên 2,5% GDP. Đây là kế hoạch nằm trong chiến lược chống lại các mối đe dọa ngày càng tăng hiện nay. Theo cập nhật mới từ chính sách quốc phòng, an ninh và đối ngoại của Anh, nước này mô tả Trung Quốc là thách thức mang tính thời đại. Cùng lúc đó, ưu tiên hàng đầu của London sẽ là giải quyết nguy cơ đối với an ninh châu Âu liên quan đến tình hình xung đột Nga-Ukraine. Phát biểu trước khi công bố bản cập nhật chính sách mới, Thủ tướng Anh, ông Rishi Sunak, đã nói rằng khoản ngân sách mới dành cho quốc phòng trong 2 năm tới sẽ dùng để bổ sung và phát triển kho dự trữ đạn dược, cũng như tài trợ cho lực lượng răn đe hạt nhân. Nhưng theo Sky News, số tiền này ít hơn nhiều so với những gì các sĩ quan chỉ huy quân đội yêu cầu. Các nguồn tin đã nói với Sky News rằng chỉ riêng quân đội Anh đã cần thêm 3 tỷ bảng mỗi năm. Trong chuyến công du tới Mỹ, ông Sunak không công bố chi tiết khung thời gian nâng chi tiêu quốc phòng lên 2,5% GDP. Ông nói Vương quốc Anh đang đẩy mạnh gia tăng chi tiêu quốc phòng và sẽ xem xét các số liệu sau năm 2025. Chuyển sang các tin tức đáng chú ý khác trên thế giới, hôm 12 tháng 3, Bộ Ngoại giao Trung Quốc đã lên tiếng cảnh báo Philippines không nên thắt chặt hợp tác quân sự với Mỹ. Trung Quốc cho rằng các hành động của Mỹ là để phục vụ cho chiến lược địa chính trị của mình và gây bất lợi cho chính sách an ninh của Manila. Đại sứ quán Trung Quốc tại Philippines đã đưa ra cảnh báo này vào ngày Chủ nhật vừa qua trong bối cảnh Tổng thống Ferdinand Marcos Jr. quyết định cho phép quân đội Mỹ bổ sung thêm 4 căn cứ quân sự ở Philippines. Đại sứ quán Trung Quốc tuyên bố sự hợp tác này sẽ đẩy Philippines vào thế đối đầu với Trung Quốc và tham gia cuộc đua địa chính trị. An ninh và hòa bình của Philippines sẽ gặp nguy hiểm. Đại sứ quán Trung Quốc cũng thúc giục chính quyền Manila tránh xa những nỗ lực lãnh đạo toàn cầu của Mỹ. Trung Quốc đã cáo buộc Mỹ và NATO cư xử giống như thời kỳ chiến tranh lạnh. Đại sứ quán nói thêm, giờ đây Trung Quốc và Philippines là những nước trong khu vực châu Á đang phục hồi sau đại dịch COVID-19. Chúng ta nên có quyết định đúng đắn để duy trì quan hệ láng giềng tốt đẹp và đạt được lợi ích chung. Vào cùng ngày, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình cho biết là sự tín nhiệm của người dân là động lực lớn nhất thúc đẩy ông tiếp tục lãnh đạo quốc gia, đồng thời cũng là trách nhiệm to lớn mà ông đang gánh vác. Phát biểu tại buổi bế mạc phiên họp đầu tiên của Đại hội đại biểu Nhân dân toàn quốc lần thứ 14, Chủ tịch Tập Cận Bình nói, tại kỳ họp này, tôi đã tiếp tục được giữ chức vụ Chủ tịch nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa. Tôi muốn bày tỏ lòng biết ơn chân thành tới các đại biểu quốc hội và nhân dân vì sự tin tưởng mà mọi người đã đặt vào tôi. Ông nói thêm, đây là nhiệm kỳ thứ 3 của tôi với cương vị Chủ tịch nước. Sự tín nhiệm của nhân dân là động lực lớn nhất thôi thúc tôi, đồng thời cũng là trách nhiệm lớn lao đặt lên trên vai tôi. Tôi sẽ trung thành, hoàn thành với trọng trách mà Hiến pháp trao tặng. Nhu cầu của đất nước là sứ mệnh của tôi, lợi ích của người dân là thước đo của tôi. Tôi sẽ thực hiện nhiệm vụ của mình một cách nghiêm túc, làm hết sức mình và chứng minh được rằng tôi xứng đáng với sự tin tưởng của tất cả các đại biểu và nhân dân Trung Quốc. Chủ tịch Tập Cận Bình đã được bầu làm Chủ tịch Trung Quốc tại phiên họp toàn thể thứ 3 thuộc phiên họp đầu tiên thuộc Đại hội đại biểu Nhân dân toàn quốc lần thứ 14 vào hôm 10 tháng 3 vừa qua. Cũng trong ngày 12 tháng 3, Tổng thống Belarus Alexander Lukashenko đã đến thăm thủ đô Tehran của Iran và có cuộc hội đàm với nhà lãnh đạo của quốc gia Trung Đông này.
Sau khi đáp chuyến bay xuống sân bay quốc tế Mehrabad, Tổng thống Belarus Lukashenko đã gặp người đồng cấp Iran Ebrahim Raisi để thảo luận về quan hệ song phương, nhất trí tập trung hợp tác trong các lĩnh vực kinh tế thương mại. Thông cáo báo chí đồng thời nêu rõ cả hai nước dành sự chú ý đặc biệt đối với tình hình trong khu vực và thế giới nói chung và dự kiến sẽ ký kết một số thỏa thuận ở các lĩnh vực cùng quan tâm. Cũng trong chuyến thăm, nhà lãnh đạo Belarus còn gặp lãnh tụ tối cao Iran Ayatollah Ali Khamenei, Phó Tổng thống thứ nhất Mohammad Mokhber và người phát ngôn Quốc hội Mohammad Bakr Khalibat. Ở châu Âu, Thủ tướng Georgia Irakli Garibashvili đã lên tiếng chỉ trích giới lãnh đạo Ukraine khi tham gia cuộc phỏng vấn với kênh truyền hình địa phương MD News. Theo nhà lãnh đạo, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky, thị trưởng thủ đô Kiev Vitali Klitschko và các chính trị gia khác của Ukraine đã can thiệp trực tiếp vào vấn đề nội bộ của Georgia khi công khai ủng hộ các cuộc biểu tình chống chính phủ gần đây ở nước này. Thủ tướng Garibashvili gửi lời nhắn đến các lãnh đạo Ukraine rằng trước tiên hãy lo cho chính mình và đất nước của mình, còn chúng tôi sẽ tự lo cho đất nước của chúng tôi. Các cuộc biểu tình nổ ra thủ đô Tbilisi của Georgia hôm 7 tháng 3 thu hút hàng chục nghìn người phản đối luật kiểm soát các tổ chức phi chính phủ và truyền thông thuộc diện đặc vụ nước ngoài. Họ cho rằng dự luật này nếu được thông qua sẽ làm giảm khả năng gia nhập Liên minh châu Âu-EU của Georgia. Đảng cầm quyền giấc mơ của Georgia đã buộc phải rút lại dự luật vào hôm 9 tháng 3, đồng thời cáo buộc phe đối lập lan truyền thông tin cực đoan. Trong khi đó, Nga nói cuộc biểu tình của Georgia là một âm mưu đảo chính do bên ngoài dàn dựng nhằm gây căng thẳng ở vùng biên giới với Nga. Chương trình tiếp nối với các tin tức xã hội đáng chú ý. Reuters dẫn lời các quan chức địa phương cho biết là ít nhất thì 8 người đã thiệt mạng sau khi hai tàu đánh cá bị lật ngoài khơi thành phố San Diego, bang California, Mỹ. Qua quá trình điều tra ban đầu, thì giới chức xác định vụ việc có liên quan đến hoạt động đưa người di cư trái phép bằng đường biển. Các dịch vụ khẩn cấp San Diego đã nhận được cuộc gọi 911 từ một người nói tiếng Tây Ban Nha thông báo những chiếc thuyền đánh cá gặp nạn ở khu vực ngoài khơi bờ biển Black Beach của thành phố. Lực lượng chức năng ngay lập tức mở chiến dịch tìm kiếm cứu nạn ngay trong tối 11 tháng 3 theo giờ địa phương. Họ trục vớt được 8 thi thể tại hiện trường. Ông James Garland, giám đốc sở cứu hỏa thành phố nói, đây là một trong thảm kịch buôn người tồi tệ nhất mà tôi từng biết ở San Diego hay California. Các quan chức địa phương nói với truyền thông rằng các nạn nhân đều là người trưởng thành, song không cung cấp thêm thông tin chi tiết. Họ đồng thời cho biết điều kiện thời tiết bất lợi có thể làm gia tăng mối nguy hiểm cho hoạt động buôn người bằng đường biển, cũng như cản trở các nỗ lực cứu hộ vào ban đêm. Cuối tuần qua, Tây Ban Nha đã trải qua đợt nắng nóng bất thường. Một số khu vực chứng kiến nền nhiệt tăng cao kỷ lục, vượt ngưỡng 30 độ C với các bãi biển Địa Trung Hải đông nghẹt người đến để giải nhiệt. Theo cơ quan khí tượng Tây Ban Nha, IMET, nhiệt độ ở Palma, Đề Mallorca và Castellón đạt lần lượt là 27,3 độ và 30,8 độ C trong ngày 11 tháng 3. Số đổ mọi kỷ lục được ghi nhận trước đó tại những khu vực này vào cùng thời điểm kể từ khi IMET bắt đầu thu thập dữ liệu vào năm 1981. Tại miền Nam Tây Ban Nha, một số thành phố cũng trải qua nền nhiệt tăng cao như là Andalusia là gần 25 độ. Các dữ liệu cũng cho thấy vào ban đêm, mức nhiệt thấp nhất tại nhiều khu vực Tây Ban Nha ở mức trên 20 độ C, nền nhiệt thường thấy ở các khu vực nhiệt đới. Nguyên nhân của đợt nắng nóng bất thường này được cho là đợt gió ấm từ phía Tây thổi về. Một số người dân địa phương bày tỏ quan ngại rằng các hình thái thời tiết cực đoan đang diễn ra ngày càng phổ biến là do biến đổi khí hậu. Năm ngoái, Tây Ban Nha đã trải qua năm nắng nóng nhất kể từ khi cơ quan khí tượng nước này bắt đầu ghi nhận dữ liệu trong bối cảnh nhiệt độ khắp nơi trên thế giới đồng loạt gia tăng. Ở Ấn Độ, cháy rừng đã bùng phát tại nhiều nơi ở phía Bắc và Tây khi nước này bắt đầu bước vào đợt nắng nóng đầu tiên của mùa hè, thông tin được Reuters đăng tải. Khói và lửa tiếp tục bao trùm khu bảo tồn động vật hoang dã Moray, phía tây thành phố Goa, trong khi các lực lượng cứu hỏa nỗ lực dập tắt đám cháy. Một nhân viên kiểm lâm chia sẻ với truyền thông rằng đây là đám cháy thứ 3 bùng phát tại khu bảo tồn. Chúng tôi đã gọi điện nhờ sự trợ giúp của sở kiểm lâm. Họ đã điều một chiếc trực thăng đến tham gia hoạt động cứu nạn cứu hộ. Hiện tình hình đã được kiểm soát. Trong khi đó, phía bắc của thành phố Terry cũng chứng kiến một vụ cháy rừng dữ dội vào cuối tuần qua. Theo một báo cáo của Viện Quản lý Thảm họa Quốc gia Ấn Độ, nước này mất trung bình 1 triệu hecta vì cháy rừng mỗi năm. Ngoài ra, thảm thực vật của Ấn Độ còn bị đe dọa bởi sự gia tăng của hoạt động khai thác gỗ trái phép. Hiện chính quyền New Delhi đang nỗ lực giảm thiểu khí thải nhằm ngăn chặn biến đổi khí hậu như một phần của nỗ lực thực hiện Công ước Khí hậu và Thỏa thuận Paris-Pháp năm 2014. Ấn Độ cam kết sẽ tăng khả năng lưu trữ carbon của các khu rừng nhiệt đới và đất lên 3 tỷ tấn vào năm 2030. Trong khi đó, một vụ hỏa hoạn đã xảy ra tại nhà máy số 2 khu phức hợp Hankook Thai ở quận Daejeon, thành phố Daejeon, Hàn Quốc, khiến cho 11 người, trong đó có một lính cứu hỏa phải nhập viện. Thông tin được hãng thông tấn Yonhap của Hàn Quốc đăng tải.
Vụ việc xảy ra vào tối hôm qua 12 tháng 3 theo giờ địa phương. Video được nhân chứng quay lại cho thấy ngọn lửa bùng lên dữ dội, bao trùm nhà máy với cột khói đen cuồn cuộn. Người dân địa phương kể lại, chính quyền đã phải sơ tán các khu vực lân cận sau khi gió mạnh khiến lửa cháy càng to và khói tiếp tục lan rộng. Tính đến sáng ngày hôm nay 13 tháng 3, hơn 430 lính cứu hỏa cùng nhiều thiết bị chuyên dụng đã được triển khai đến hiện trường tham gia các hoạt động cứu nạn cứu hộ, cố gắng ngăn chặn ngọn lửa lan sang các khu vực khác. Theo Sở Cứu hỏa thành phố Daejeon, sẽ mất một khoảng thời gian để dập tắt hỏa hoạn vì nhà máy được xây dựng bằng những tấm đúc sẵn và vật liệu dễ cháy. Nguyên nhân hỏa hoạn đến nay chưa được công bố. Cuối tuần qua cũng là thời điểm nhiều lễ hội đặc sắc được tổ chức trên thế giới. Nổi bật trong số đó là lễ hội Rapachami của người Hindu diễn ra thành phố Bhopal, thủ phủ bang Madhya Pradesh và thành phố Ujjain, miền trung của Ấn Độ. Rapachami là một lễ hội chào đón mùa xuân mới, tương tự lễ hội Holi. Những người tham gia sẽ vui chơi nhảy múa và rắc hoặc bôi màu lên nhau trong bầu không khí sôi động và cuồng nhiệt. Một người dân địa phương chia sẻ, đây là một sự kiện lâu đời ở Bhopal, trở thành dịp để các cộng đồng dân cư trong khu vực vui đùa với nhau, với những màu sắc, nước và bóng bay. Trong khi đó, ở Ujjain, vào ngày này, người dân sẽ tổ chức một buổi cầu nguyện đặc biệt tại đền Shri Mahakaleshwar và những lễ vật nhiều màu sắc sẽ được dâng lên thần hủy diệt Shiva. Rapachami, trong đó Dras có nghĩa là màu sắc và Pachami có nghĩa là ngày thứ 5 của tuần thứ 3, tháng Phagun theo lịch Hindu. Lễ hội được tổ chức 5 ngày sau lễ hội màu sắc Holi. Trong khi đó, thì cộng đồng theo đạo Hindu trên khắp vùng vịnh vào cuối tuần qua thì đã tổ chức lễ hội Holi sau 2 năm phải tạm hoãn vì đại dịch COVID-19. Tại Bahrain, những người sùng đạo đã tập trung tại ngôi đền Hindu 200 năm tuổi ở Dalton Manam để cùng nhau ăn mừng lễ hội Holi. Một người tên Mohammed Elias với nhiều màu sơn trên người chia sẻ với truyền thông rằng thật tốt khi một lần nữa chúng tôi được tham gia lễ hội trở lại cuộc sống bình thường vốn có của mình. Trong khi đó ở Dubai, hàng trăm người đã tham dự một sự kiện có tên là Khalabik Party 2023 cùng khiêu vũ và bôi màu lên nhau. Anh Chanjit Josh, một thành viên ban tổ chức nói, chúng tôi cố gắng tổ chức sự kiện này để tôn vinh sự đa dạng của Dubai. Đó là mục đích của chúng tôi. Được tổ chức vào ngày trăng tròn của tháng Phagun theo lịch Hindu, lễ hội Holi đánh dấu sự kết thúc của mùa đông và sự khởi đầu mùa xuân với hy vọng và một mùa màng bội thu. Lễ hội này cũng kỷ niệm chiến thắng của cái thiện trước cái ác. Những hình ảnh đầy sôi động trong các sự kiện ăn mừng lễ hội Holi ở vùng vịnh vừa rồi đã khép lại chương trình Thế giới hôm nay. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị. Xin kính chào và hẹn gặp lại.